cú lừa hết á. Nãy giờ em không tại em cùi bắp á, bé này cùi bắp. Hồi xưa em học điện phân chưa, thấy chưa, đâu có biết gì đâu. Bây giờ là cái này là học mà không đi đôi với học, cái này là có học nhưng không thực hành được, là tại vì em cùi bắp, em hiểu không? Mọi người làm này trên đó nó bảo là hả, mình phải ngâm trong bao lâu? Ngâm trong 3 phút, tất cả trái cây đều ngâm trong 3 phút. Nhưng mà lượng muối bao nhiêu? Bỏ muối thiệt nhiều thôi, thấy chưa? Xem video trên mạng, sắp tới mình sẽ làm một cái video liên quan tới TikTok, cho nên là bây giờ mình đang tìm những cái video. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ý Nghĩa TV. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để tiếp tục cho series Thách Gì Lành đó. Các bạn Queen ơi đừng có buồn, tại vì mình đổi cái tên series nha, là bởi vì mình cảm thấy những bạn xem video trên kênh mình chưa chắc thực sự đã là fan của mình, mà có thể là họ chỉ vô tình ấn vào và thích cách nói chuyện của mình cho nên mới đặt thử thách cho mình thôi. Cho nên là mình sẽ đổi cái series gọi là Thách Gì Lành đó cho nó chung chung, để mấy bạn khỏi bị khó chịu khi mà mình gọi á. Mình sợ mình gọi là thử thách của fan thì mấy bạn là hơi khó chịu bởi vì mình quy chụp mấy bạn vào á. Thì hôm nay để tiếp tục cho series này, Nhi sẽ làm một cái content gọi là có rất là nhiều bạn nhắn tin nè, comment này kia yêu cầu Nhi làm, đó chính là thực hiện theo những video viral trên TikTok. Thì ở đây Nhi có chuẩn bị tầm 6-7 cái video gì đó mà Nhi cảm thấy là những cái mẹo rất là hay ho, thú vị và đặc biệt cực kỳ nhiều view trên TikTok nha. Không có clip nào mà dưới 1 triệu view đâu. Mình cảm thấy những cái này thực sự là rất là hay ho, thú vị, cho nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ làm theo. Và các bạn hãy cùng xem đến hết video này để xem là những cái này có thực sự là áp dụng được trong cuộc sống hay là nó chỉ toàn là dàn dựng thôi nha. Ok, let's go. Mở màn sẽ là một tip đơn giản về đồ ăn nhanh. Trước khi thực hiện thì chúng ta hãy cùng xem video nhé. My sister just got her 10 piece McNugget and did this to it. Coke on bottom, straw in between, half fries, half chicken. Ok, thì theo như cái video vừa rồi thì chúng ta chỉ cần rất là đơn giản thôi. Chuẩn bị một ly nước, một phần khoai tây và một cái hộp gà. Thì ở đây mình đã order kiểu tương tự ở trong cái góc luôn rồi. Mình order một cái hộp kiểu như thế này. Đây, các bạn xem nha. Ở đây nó có một cái phần lửa nhỏ nè. Chúng ta chỉ cần chồng lên chỗ cái ống hút. Sau đó chúng ta cho cái khoai tây, cho một phần khoai tây vô. Mình không biết là mình order cái phần này thì nó có cân bằng được không, hay là mình vừa đổ cái khoai tây nhẹ quá làm đổ hết cả gà ra bạn. Trời, hay ghê chưa. Trời ơi, thành công mỹ mãn luôn. Nhanh gọn lẹ và mình thấy cũng rất là tiện nữa. Ok, cái đầu tiên bánh kem và đồ gấp đá, hai cái gần như không liên quan với nhau nhưng trên TikTok thì khác. Cùng mình xem video nha. Để đảm bảo cho cái thí nghiệm này nó thành công nhất có thể thì mình sẽ xin phép gấp hai cái miếng này ra để cho nó bớt trở ngại á, để mình cắt cho nó dễ. Ở đây mình sẽ dùng lực để mà ấn xuống. Trời ơi, tôi cắt một cái hết bà là cái bánh kem rồi. Ta đưa hình trong cái clip như thế nào. Mình gấp ra. Ui, cái này nhìn không có rõ luôn á. Đây mấy bạn, nhìn nè. May quá nó trong suốt cho nên mấy bạn nhìn cũng được. Đây, một miếng bánh đã được cắt theo. Nói chung là nó chỉ nhỏ và xấu hơn trong clip thôi chứ nó cũng được lắm chứ bộ. Nhỏ và xấu hơn trong clip thôi chứ nó cũng được lắm chứ bộ. Tính ra mình thấy cái mẹo này nó cũng rất là hay á mấy bạn. Đây mình cầm cho mấy bạn coi luôn. Đây, cái mẹo cắt bánh kem bằng đồ gấp đá thì có vẻ hay nha mấy bạn. Thay vì chúng ta dùng cái dao gọt bánh kem á thì chúng ta sẽ phải gọi là cắt xuống, đúng không? Chúng ta phải cắt xuống, cắt bên đây rồi chúng ta phải đưa cái dao ở dưới phần đáy bánh này, chúng ta mới đưa cái bánh lên được. Mà chưa chắc là chúng ta có thể gấp được cái bánh nữa, có khi cái bánh nó bị rớt ra khỏi con dao. Mình chắc chắn ai mà đã sử dụng bánh sinh nhật rồi cắt bánh kem các kiểu cũng đã biết cái trường hợp này rồi, đúng không? Các bạn kẹp vô thì nó sẽ giữ được cái bánh, vừa giữ được cái bánh mà vừa cắt được theo nếp nữa, được một cái bánh kiểu như thế này. Ui, cũng được chứ bộ. Điện thoại, dây sạc và trái cây, làm vậy có ổn không đây? Hey, new life hack. Fill a bowl up with water, add salt to the water, place an apple inside of the water, apple charger, Miss Apple phone. Simple. Ok, thì theo video vừa rồi chúng ta rất là đơn giản, chỉ cần một cái thau nước, rồi sau đó cho muối vào, ngâm trái táo một vài phút, sau đó ghim cái sạc này vào trái táo thì sẽ sạc được cái điện thoại của mình. Với cái cách làm đó mình sẽ thực hiện cả 3 loại quả luôn. Ở đây có quả táo, quả chuối và quả dưa hấu. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho muối vào trong cái nước này trước. Đây nha.
cho nhiều một chút xíu đi. Linh 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 à, đi linh linh anh đừng linh tinh sạc từ điện thoại nha. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm trái táo vô. Đây mình sẽ ngâm vô. Khuấy 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 dùng trái táo mình khuấy luôn. À, mình phải dùng trái chuối trước ha. Trái chuối khuấy thì nó sẽ hợp hơn. Mình nghĩ là mình sẽ chờ trong vòng 3 phút đi ha. Cái này là cái thử nghiệm thứ ba cho nên mình sẽ chờ 3 phút nha. 12 seconds later. Ok, táo đọt đã được phù thủy ngâm xong. Bây giờ cũng sẽ là 3 phút, mình sẽ ngâm trái chuối. Ui, vừa luôn. Ba phút sau quay lại tiếp. Few minutes later. Ok, chuối đọt cũng đã qua bàn tay phù thủy ngâm xong. Bây giờ sẽ là trái dưa hấu. Cái trái dưa hấu này là chắc là để nguyên thủy mình cắm vô trong sạc luôn chứ sao mình ngâm được ta? Mình chỉ ngâm được mỗi cái phần dưới của quả thôi. Ok, mình cũng sẽ ngâm cái phần dưới này trong 3 phút luôn. Rồi một hồi mình có cắm sạc thì mình sẽ cắm phần dưới. A little longer than a few minutes later. Bây giờ thì mình sẽ gọi là mình sẽ sạc trái táo trước nha, trái táo là huyền thoại nhất nè. Bây giờ thì mình đã cắm sẵn vô trong cái điện thoại mình rồi. Mình sẽ bỏ hơi thấp chút xíu để các bạn nhìn thấy rõ. Đây, nhìn vậy các bạn sẽ thấy rõ hơn. Ok. Giờ mình sẽ cắm thôi nha. Rồi. Sau đó mình sẽ cắm vô trong cái điện thoại của mình. Đổi bên, đổi phong thủy nha. Không sao, mình vẫn còn hai trái lận. Vết thương, một vết thương của trái táo. Giờ mình sẽ lau cái cụ sạc này. Mình sẽ xăm cho trái chuối một vết ở đây. Trời ơi, đâm còn khó hơn trái táo nữa. Ủa gì? Cú lừa hả man? Thì luôn á, đây là một trong những cái thí nghiệm gọi là mình mong chờ nhất, mình cảm thấy thích thú nhất mà mình muốn thử nhất luôn á. Trời ơi, bây giờ còn nửa phần dưới trái dưa hấu nè. Thử luôn. Để một tí thôi mình lấy cái hình này mình làm thông luôn. Vô. Không lên luôn mọi người. Rồi cái trái này nè. Không hề có tín hiệu luôn. 2 hours later. Cú lừa nha mọi người. Sau cái thí nghiệm này mình kết luận nước muối chỉ giúp rửa đồ ăn và trái cây thêm. À trái cây thì mình không chắc nha. Nước muối chỉ có thể giúp cho chúng ta sát khuẩn rửa đồ ăn và góp phần làm cho cái bước rửa trái cây này sạch sẽ hơn. Bình thường người ta chỉ rửa bằng nước thôi. Thì hôm nay mình rửa trái cây bằng nước muối. Cái gì vậy? Em thử test hả? Em thử test mấy cái trên TikTok á. Rồi có được không? Cú lừa vãi luôn, ba trái luôn. Tất cả đều trên TikTok hết. Trên TikTok bảo vậy. Thì em phải ngâm nó lâu lên. Em phải ngâm đến khi nào cái này nó. Ủa chị có makeup không? Có. Hey, xin chào các bạn, mình là Missy nè. Đừng bắt chước theo chị cú lừa hết á. Nãy giờ em không, tại em cùi bắp với con bé này. Cùi bắp. Hồi xưa em học điện phong chưa? Thấy chưa, đâu có biết gì đâu. Bây giờ là cái này là học mà không đi đôi với học. Cái này là có học nhưng không thực hành được. Là tại vì em cùi bắp, em hiểu không? Mọi người làm này, trên đó nó bảo là hả, mình phải ngâm trong bao lâu? Ngâm trong 3 phút. Tất cả trái cây đều ngâm trong 3 phút. Nhưng mà lượng muối bao nhiêu? Bỏ muối thiệt nhiều thôi. Thấy chưa, bé này cùi bắp. Cùi quá. Các bạn đừng coi chị Yến Nhi TV nữa. Coi chị mất tiền hả? Coi chị mất tiền là không thể tin được. Hà làm thế những cái quá là muốn ngốc. Ui sao em quay cái góc quay ngón tay chị dài vậy? Em giỏi chứ với điều này mà. Em giỏi chứ cái phần cái góc quay thôi. Thôi để nha, thả ra lần rồi. Ăn đi, em chỉ biết em thích ăn chuối. Yến Nhi thích ăn chuối lắm. Bỏ đi. Bây giờ em có thử mở cái chuối này ra em ăn rồi thì nó có mặn không? Nó phải mặn thì nó mới điện phân được. Đây. Nó còn không vô được cái trái chuối vô. Nó vô tới mà. Nó vô tới đâu? Nó có vô tới mà nè. Nó chuối bình thường quá. Nó mặn tí nào luôn á. Ủa cái này lỗi em hả chị? Cái gì nữa? Mà em ăn khô quá chứ. Cái này hay nè. Muốn chi? Có bởi có cái gì nữa nè không á. Của em hả? Của em á. Ăn được không vậy? Em không có ngâm nước muối. Thoải mái. Mới mua hồi nãy nè bà. Đây là cái gì cho các bạn xem. Trời. Yến Nhi TV. Ăn được các bạn.
ăn ngon không? Trả bù cho mọi người ăn xin 4 cái đồng hồ. Đúng, không có gì để ăn thì mình sẽ ăn ké của Yến Nhi TV. Xin chào các bạn, mình sẽ ăn ké của Yến Nhi TV, đồ ăn khô khai nhà mà em cũng ăn được hả? Nó giống như con người em vậy đó. Em không ăn tương ớt hả? Không. Bên phòng chỉ có chai tương ớt, em có muốn mượn không? Chị có chai nước tương không? Hả? Ủa, gạo với nước tương. Chị cũng giống như mắm bóng đậu ăn với nước mắm vậy chị. Gạo với nước mắm. Bye bye em, cảm ơn mình miếng gà. Thank you for the... Trời ơi, Yến Nhi TV ăn nè. Yến Nhi TV, trời ơi các bạn. Má ơi, Yến Nhi TV. Kinh dị quá à, hàng kia nó lén lén trong công ty như vậy. Gì chị? Chỉ có anh, em chối lên công ty ăn chừng này để không ai xin đó. Mày quay cái mặt mày cho mọi người thấy đi. Cái mặt mặt như heo của mày á. Thôi đi, chị thôi đi. Bye bye. Bye bye chị. Và ok, thì sau cái video thí nghiệm có phần hơi ảo diệu vừa rồi thì mình quyết định mình sẽ chọn một cái thử thách khác. Nó cũng liên quan tới trái cây nhưng mà nó có vẻ đơn giản hơn. Rip an apple in half, let's go. That was fun. If you guys had fun watching, please leave a like, follow, and share this with your friends. Đây thì mình có một quả táo. Nếu các bạn nhìn cái vết xăm này thì các bạn mình thích kêu vết xăm nha. Nếu các bạn nhìn cái vết này thì các bạn cũng biết ngay đây chính là trái táo vừa được ngâm nước phép vừa rồi. Bây giờ mình sẽ thử làm theo video nha. Hình như mình vừa dùng lực để cấu vô đây thì phải. Đây nè, mình vừa dùng cái ngón tay của mình để cấu vô đây. Được cái này, được cái này. Đây bạn nhìn, móng tay mình giờ đầy táo rồi. Mình không bẻ đôi được. Mình bẻ được ở đây và một phần ở đây. Mà táo này ngâm thuốc độc rồi cho nên mình nghĩ là mình sẽ không ăn. Mình ăn cái này. Vì ba cái video cuối cùng đều có liên quan đến là đi sống, cho nên chúng ta phải xuất hiện ở đây. Và thế là chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Làm Bếp Cùng Bếp Nhi, được phát sóng trực tiếp trên Yến Nhi TV. Tôi Yến Nhi và cũng là đầu bếp chính của gian bếp này. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái là làm bánh Oreo bằng là vi sóng. Cần có bánh Oreo cùng với sữa tươi, rồi một cái ly, một cái nĩa hay là một cái muỗng gì đó, chủ yếu là để dầm cho bánh nát ra là được. Đầu tiên thì mình sẽ cho 4 cái bánh Oreo vào. Thực ra mình nghĩ nhiều hơn cũng đâu có sao, đúng không? Đúng với video, mình sẽ cho 4 cái Oreo vào. Sau đó mình sẽ cho một chút sữa vô rồi quậy lên. Ta-da. Đây cũng là Reactory. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Chỉnh 1 phút. Trong những giây phút chờ đồ ăn như thế này, 1 phút nó lâu như cả thế kỷ gì đó mọi người. Ôi, mùi vẫn rất là thơm. Mà sẵn đây coi luôn đi, mệt mỏi quá. Ta-da. Ôi, nhìn cũng được. Và ok, sau hơn 3 phút chuẩn bị và thực hiện thì chúng ta cũng đã có một cái bánh ở đây, không biết có ngon hay không. Tại vì mình sợ là mình sẽ làm fail hay là cái gì đó rồi mình lại bắt đầu đổ thừa vị bánh, cho nên là mình mua y chang trên video luôn. Trời, miếng ăn là miếng tồi tàn. Cái này siêu đỉnh. Trời ơi, siêu ngon luôn mấy bạn. Đỉnh của đỉnh. Phải chi nó đừng có nóng, nó đừng có nóng quá thì cái này nó đã vô miệng mình hết rồi. Ok, thí nghiệm này thành công. Lò vi sóng, đĩa bạc, marshmallow, đoán xem Nhi sẽ làm gì. You wanna watch a marshmallow get 3 times the size? Take a marshmallow, put it on the plate, put it in the microwave for 30 seconds. Ok, bắt đầu thực hiện thôi. Đầu tiên thì chúng ta chỉ cần
cho viên marshmallow này vào trong cái dĩa, rồi cho vô lò vi sóng trong vòng 30 giây. Đây là kích thước của cái viên marshmallow trước khi vào trong nè. Và chờ trong 30 giây để mình ăn thử. Thực ra nó cái vị của nó không ghê, nhưng mà cái thậm chí là lớp ngoài của nó khi mà phồng lên á, cái lớp ngoài của nó giòn rất là ngon. Nhưng mà tại vì mình không có hay ăn marshmallow, nói thẳng là mình không thích marshmallow cho lắm, cho nên là cái phần giòn này rất là ngon, ăn như cà phân giòn ấy. Còn cái phần dẻo của nó thì hơi lợ, hơi ghê, nhưng mà thật ra vẫn ăn được chứ các bạn. Thí nghiệm này thành công. Trái bắp cộng lò vi sóng mà ra được bắp rainbow. Did you all know that if you take a piece of corn right from the stalk and you put it in the microwave, you get popcorn? Thật ra xem video này mình cũng cảm thấy hơi hoang mang nhưng mà cũng thú vị, cho nên là mình quyết định lách ra chợ mua trái bắp mà người ta mới hái xuống để thử luôn. Theo như video thì cái anh đó ảnh hái cái trái bắp này từ ngoài vườn rồi bỏ vào trong đây. Mình không biết ảnh làm mấy phút, nhưng mà mình cứ cho là 3 phút đi, con số định mệnh. Sau 3 phút, để xem còn là gì sau cơn mưa nha. Let me see your nail. Your nail is so ugly. Sau cái thí nghiệm bắp rainbow với lò vi sóng này thì mình khuyên các bạn một câu chân thành nha. Thích thì đi mua mà ăn, nhanh, gọn, lẹ, rẻ, đỡ tốn công, đỡ tốn sức, mà cũng đỡ hư hao tài sản nữa. Đừng trông mong vô mấy cái thí nghiệm về bắp rainbow trên mạng nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe để EasyTV sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Thực ra vẫn còn cái thí nghiệm về kẹo bông gòn nữa, nhưng mà hôm nay mình tìm khắp xóm khắp làng rồi không có kẹo bông gòn, cho nên hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và nếu các bạn muốn mình làm thử thí nghiệm gì ở trên TikTok, nhớ để lại phần link của cái video đó, hoặc là